lưng đã mỏi vừa nằm thiếu thiểu, hồn bồng dưng theo điệu nhạc trời. Rồi liền đưa đến xa khơi, nhìn ra mới biết là nơi Liên Trì. Lòng tự hỏi đến chi đây nhỉ, chưa kịp cho ý nghĩ trả lời. Liền nghe gió nhẹ đưa hơi, Liên Trì có một hoa tươi nở bừng. Mùi thơm dịu chưa từng ngửi tới, sắc đẹp pha lẫn khối hào quang. Tự nhiên tiếng nhạc dịu dàng từ trong sen ấy nhịp nhàng trồi lên. Hòa lẫn tiếng thần tiên ca trồi, lời ca rằng con hỡi là con. Đường trần gót ngọc đã mòn từ xưa, giả sách nay còn tim gan. Chừng nào con niết bàn nhập tịch, nhập mà không mất tích ở con. Lời ca trầm bóng gieo gion, ngưng rồi mà tiếng vẫn còn dí gieo. Hồn ta phượng phất theo tiếng ấy, đứng lặng như tượng giấy hình đồng. Khác nào như khoảng hư không, chính mình lại chẳng ngó trông thấy mình. Bỗng có một âm thanh sấm nổ, đóa hoa sen đã trổ vừa qua. Ngọn đèn bông lại mọc ra, trong đèn hiển đủ Phật đa mười phương. Mỗi Phật mỗi hình dung đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn tượng vẽ trần gian. Phật nào cũng dâng mình vàng, nhưng hào quang coi muôn ngàn khác nhau. Màu nhiệm thay Phật nào ta ngó, tất nhiên là Phật có lời ra rằng: con ơi Phật không xa, tâm đầu tức thì Phật là đây ư. Hoa này dùng chân như pháp bảo, đèn này là vô hữu diệu năng. Nếu người không có thiện căn, thấy hoa hoa chẳng nói rằng chi đâu. Qua cảm được sở cầu của chúng, đèn thông qua ý hướng trần gian. Trong đèn có pháp chân quan, sức năng hiển khắp mười phán Phật đàn. Mỗi Phật mỗi lời ra dìa dịu, khiến người xem được hiểu căn duyên. Con không là kẻ đầu tiên, xưa nay đã lắm người xem đèn này. Khởi
niệm chi có ngay theo đó, tâm chúng sanh Phật rõ như gương. Con ơi, nơi cõi trần dương đang còn sầu khổ vì cơn bão bùng, con hữu chỉ muốn cùng chư Phật cứu chúng sanh khỏi cuộc can qua. Lòng con cảm đến Phật đà khiến cho thấy được đóa hoa sen này, lời trong hoa nở khai lúc này. Do mười phương thế giới Phật đà khiến cho hoa ứng lời ra, trong hoa có Phật, Phật hoa một nguồn. Con hãy xem các phương Phật khác, cùng Phật đây có khác hay chăng? Đồng tâm đồng một bản năng, cho nên sắc diện hình dung cùng đồng. Lấy đây để mà trông thì biết, Phật với phàm gia thiệt khác nhau. Phật đồng tâm niệm sắc màu phàm, thì khác tướng khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muôn khác, kình chống nhau tạo các khổ nàng. Khác hơn Phật ở niết bàn, cùng tâm thanh tịnh cung đàn từ bi. Dắt con đến đây chỉ có biết, muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tịnh mình tâm thần để nghe lời Phật thiệt hơn tỏ bài. Con ơi, khách trần ai đang ngủ, màn vô minh phất phủ say xưa. Ngoài trời ầm ĩ gió mưa, nhà hư sắp đổ mà chưa tỉnh hồn. Cảnh chết ấy Phật không muốn có, nên gọi con để tỏ đấy ư. Là người phải biết thương người, con mau lấy dạ bi từ khuyên dân. Trời Tây có vị thần hung ác, sẽ ra tay tận sát nhân gian. Từ người giàu có cao sang, đến người đói khát nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là tránh khỏi, tài mấy không chống chọi cho qua. Vì thần ấy lúc nổi ra, chúng sanh thế giới ta bà nát tan. Có đức có hào quang bao bọc, mấy thần ác không dám xốc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, ấy là tự cứu lấy mình đấy con. Bọn phước đức hơn bọn của quỷ, có tiền dư mở đại cứu dân. Ấy là phép nhiệm che thân, cho ra không mất để dành tiêu tan. Phật
Phật nói xong tay vàng liền chỉ, nơi phía tây liền thấy hiện ra. Vị thần bộ mặt xấu xa, tay cầm một vật gọi là mê chung. Mê chung ấy khi rung lên tiếng, thì người nghe liền biến tâm thần. Mắt tay đều bị mê lần, đất trời thấy tôi ngã lăn chết liền. Dù cho phép thần tiên đi nữa, bị mê rồi khó chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn, thì là có nó nay còn lại đây. Trông được có nó ít nay bởi trẻ, ngoài Phật ra mọi kẻ đều thua. Phật thì lấy đức làm vua, xưa nay đức chẳng hề thua phép nào. Trong đức có đủ hào quang diệu, cứng chắc hơn các loại kim cương. Gọi là diệu pháp chân dương, phép tà không thể cự đứng được nào. Đức càng lớn hào quang càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai. Đức là mẹ của muôn loài, đức không tất chẳng có ngày nào an. Chinh các Phật minh vàng chói rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Đức không không có Phật Đà, đức là nguồn cội của nhà chân tu. Đạo không đức, đạo màu chẳng gọi. Đức muốn nên nên mới tu hành. Con ơi, muốn đạo hóa thành, đức là căn bản ráng dành thêm cao. Chính nó là bức rào đỡ đàn, thần ác không xâm phạm được mình. Ấy là phép tôi diệu linh gọi con đến đây chân tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhiều đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bặt mất đi. Cúi đầu tạ đức từ bi nhiễm màu giả, chẳng còn nghi chút nào. Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, nguyện nói theo cho cõi lốt phàm. Cảnh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi ưa tham cảnh nào. Sen vườn ấy đèn cao vườn ấy, có sức năng hiện thấy mười phương. Trí phàm không thể suy lường, đáng cho sanh chúng cúng dường từ bi. Ta đang còn nghĩ suy suy nghĩ, sen bỗng nhiên phất phải một cành. Kể rồi tiếng nhạc liền sanh thần ca, một khúc vang lên êm đềm. Rằng con ơi, ngày đêm không có, cõi sen này sáng tỏ luôn luôn.
mỗi hoa mỗi cảnh khác thường, trong hoa có Phật hiện đứng tỏa thiền. Hoa thọ mạng vô biên vô lượng, lấy kiếp phàm khó tính cho ra. Nhưng hoa chẳng có tàn già, lúc nào cũng đẹp như là mới xanh. Lấy cặp mắt phàm tình trong mày, không bao giờ được thấy Phật đâu. Tâm thanh con khởi lòng cầu, để mà thấy được cảnh màu trong hoa. Khi tai nghe lời ca vừa dứt, cảnh sen ngưng tiếng nhạc cùng ngưng. Rồi liền trong phút bỗng dưng, mùi hương ngát mũi chưa từng ngửi ra. Kê đó một đó qua phía hữu, chuyện mình xây mặt ngó vào ta. Thất như đèn điện bật ra sáng, vô cùng sáng hơn là trời trăng. Trong hoa hiện rõ ràng thế giới, có các lầu cất nối liền nào. Toàn bằng châu ngọc lao lao, trên không lại có tháp cao lưng chừng. Giữa tháp có một vừng bạch sắc, trong hào quang có Phật ngồi yên. Phật rằng: ơi trẻ hữu duyên, nhận đâu con được đến miền này đây. Con biết tên cảnh này chăng nhỉ? Chính tên Vô Sầu Mỹ Ngọc Đài. Những người từ cõi trần ai sanh lên, đến được cõi này đều vui. Kìa con xem mọi người tất cả, sắc mặt không có vẻ buồn rầu. Bao nhiêu đài cát ngọc lầu, tạo nên bằng các báu châu diệu quyền. Châu bao ấy tự nhiên biến hóa, tùy sở cầu hiện cả mọi nơi. Muốn nghe nghe được đủ lời, muốn ăn chi có đủ mùi vị ngon. Đủ phẩm vật không còn vật thiếu, tuy hột châu nhỏ xíu chưa đầy. Duyên xưa con đã kéo gây, cho nên mới được chống chạy đến nơi. Kìa con thấy chói ngời viên ngọc, đang long lanh ở góc bên kia. Định thần con thấy mỗi tia, mỗi vị Bồ Tát đang chia cứu đời. Ông già giảng ra người tàn tật, ông biến thân ra bậc giàu sang. Ông thì qua kẻ nghèo nàn, ông thì giả dạng làm quan đương quyền. Mỗi ông mỗi có thuyền bát nhà,
ngày chi đêm bưng bà cứu dân. Biết bao nhiêu cuộc tàu tần vì câu bác ai bất cần khổ lao. Chinh mắt ta trông vào thấy kỳ, có một ông đang bị cực hình. Mặt luôn đầy vẻ tươi xinh, đớn đau tuy lắm không rên không buồn. Có một ông giả cùng đang chạy và kêu vang thế giới sanh linh. Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sấm nổ vang thanh hải hùng. Sắp đến phúc rốt cùng thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mùi. Khổ nhiều hơn sự an vui, không tu khó thoát qua hồi đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố xa, mặt ta tới như kẻ ăn mày. Vừa xin vừa cúi lại dài, xin cô với bác ra tay giúp giùm. Tuy thân phận bằng cùng rách ra, cũng là người như cả mọi người. Xin thương chớ giả ngạo cười, tiền nay giúp một lời mười trả sao. Nhân loại sắp bước vào quả nàng, vật quý chi cũng tan ra cho. Thân này nay chẳng đủ no, xin cô với bác thì cho ít nhiều. Giúp kẻ khó là điều phải nghĩa, có phước dư sau sẽ khỏi nàng. Cuối sinh cô bác sống làng đồng xu chén gạo, xin ban bố dùm mà miệng vừa nói mà lưng vừa cúi. Nước mắt rơi như suối đổ ra, cái nghe có tiếng Phật đà rằng: con ơi, ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đến, cho rằng phường lười biếng ăn mày. Nào về là Phật Vị Lai, vì câu bi mẫn ngồi ngoài chợ đông. Kẻ nào thí một đồng một cách, phước to bằng trái đất đây con. Kẻ lầm nhiều chất vườn non, người không lầm thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay ngó thẳng bên kia. Đồng trong ánh ngọc một tiên, có gì Bồ Tát đang lê gót trần. Quá làm một vị quan liêm trực, thêm đầy lòng nhân đức yêu dân. Sĩ binh hộ vệ bất cần, một mình đi lại xa gần xét xem. Thương dân thể anh em ruột thịt, vừa giúp dân chẳng tiếc một điều. Cất nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng bán cho kẻ thiếu điều cày canh. Rách
cho mặt được lành thân thể, đói cho ăn để khỏe mạnh lên. Chẳng bằng không lúc nào quên lại thường khuyên khích theo nền Phật gia. Duyên ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bày ăn ở cho dân, khiến cho già trẻ xa gần thải đều biết cảm ơn anh rất nhiều. Liền nghe tiếng Phật kêu ta nói, ấy là ông Vị Lợi độ sanh, mượn cơ giúp đỡ nó lần để lần dắt chúng tu hành đây con. Bồ Tát ngay đức còn hạnh màng, ngài gần đây chứng đặng Như Lai. Hiện giờ ở chốn trần ai có nhiều Bồ Tát như vậy lắm con. Phật nói rồi ta liền cúi bái rằng cảm ơn Phật dạy tận tường. Nếu quan ở cõi trần dương như Bồ Tát nay biết thương dân lành, dân chẳng có một ai hờn oan. Nước càng ngày giàu mạnh dung an, không sanh ra cuộc rối loạn khắp đâu, đều cũng lặng án như tờ. Phật rằng nếu biết lo thế ấy thì cõi trần cả thải hiển hoàng. Đau binh cũng chẳng sanh ra, và ngài tận diệt lại là cũng không. Nhưng tiếc thay một ông hành thiền, còn chính người theo chuyện bất lương, thế nên không ngớt thề lương cạnh tranh nhau mãi trên đường lợi danh. Tội lỗi chất muôn thành đầy ngập, khi ác xung lên khắp trời xanh. Ngàn muôn dữ chỉ một lành nghiệp, kia sắp đến phạt hành gớm ghê. Nếu sanh chung giật mê tình được, già âu lo trưởng phước cho nhiều. Dù cho có cuộc tàn tiêu, xác hồn kia được Phật theo hộ trì, đủ phép nhiệm cứu khi lâm nàng. Lòng muốn chi sẽ đặng có ngay, con ơi lời Phật không sai, nên khuyên khắp chúng trần ai thức lòng. Phật liền ngước mắt trong một cái, sức lẻ làng mắt nháy còn thua. Hiện ra một hộp ngọc to, rồi trong ngọc ấy chiếu ra cõi trần. Mây gió cuộn nước dưng lung láng, mù mịt trong hình dáng mờ mờ. Thấy như bèo nổi lỡ đờ, hai hùng không thể ai ngờ cho ra. Trông thấy ấy yêu ma đạp dầm, thấy lòa lồ càng ngắm càng ghê. Lúc nào đẹp đẽ vườn quê, bây giờ xấu xí hơn về rác trôi. Mây dù mấy khi người trông thấy, cũng chán ngay hết lấy làm mê.
tự lòng ta thấy ủ ê buồn sao cảnh quá chè nhấp nhơ. Cảnh chết ấy thật chưa từng thấy, chết như vậy thế giới còn chi. Tự nhiên nước mắt lâm ly, rồi liền nghe Đức Từ Bi nói rằng: Con ơi, thấy tôi lặn thế đó, toàn là người không có thiện tâm. Tự làm thì phải tự cam Phật thương, nhưng cũng không làm sao hơn. Nghe Phật nói khiến lòng thêm nao, đành rằng do nghiệp tạo sanh ra. Thẳng như cứu được người ta cứu ngay, không lửa ấy là nghiệp chi. Từ bi vẫn từ bi tất cả, hãy xót thương luôn giả xót thương. Không nhờ Đức Phật yêu đương, cõi trần tiêu lẻ hơn xuân gặp trời. Phật rằng ở con nơi xét kỳ, Phật thương hơn ý nghĩ con thương. Nhưng người ăn ở bất lương, dù thương cách mấy không phương cứu rồi. Đều kiên mắt thấy trời sẫm tôi, không lột sao nhẫn nổi trời trăng. Con ơi, kiến nọ lột xong, nghiệp không thì quả sẽ không tức thì. Công lý chẳng riêng gì ai cả, tội thì hạnh phúc sẽ thương ban. Cứ làm mãi việc ác gian, ác gian ấy sẽ lôi mang quả vào. Giảng sự chẳng ngoài câu nhân hòa, ăn giàu thì nó giả chẳng không. Ráng làm cho chúng cảm thông, luật nhân quả rất bình công vô cùng. Riêng con khá nên dùng nhân lực, ngày lướt trong gai tình thức nhân sanh, khiến người trợ tánh hiền lành ấy là biết cứu phàm tình đấy con. Nghe lời Phật lòng son thêm tỏ, có cảm thì tất có ứng ngay. Giống nào trái nấy chẳng sai, tự nhiên định luật xưa nay không lầm. Mày thật đúng phép thầm thâm dìa nhiều, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ. Nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cũng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết một ở trong muôn việc, chớ nào đâu hiểu hết mấy sâu. Nhiễm màu sao trước nhiễm màu, mỗi mảnh biết được đuôi đầu sẽ thông. Quyên sanh chung để lòng xét kỳ, chọn lấy câu chân lý làm theo. Đâu là nước bọt mây bèo, đâu là sắt đá sơn keo nhiễm rành. Rồi tự lực thiệt hành chánh đạo, khó ngàn muôn chớ não tâm linh. Luôn gìn vẹn đức kiên trinh, không nên Phật thâm cũng thành tiên nhân.
đời có phải là hơn mọi kẻ đang kính yêu đang lẽ tôn sùng. Khuyên người suy xét cạn cùng để lo cho khỏi lụy chung kiếp tàn. Dựa theo những lời vàng Phật bảo, cõi trần là quyến áo sắp tiêu. Khác nào nhà dốt cột siêu, gặp cơn bão tố dễ nào đứng an. Cuộc sập đổ tiêu tan khó tránh, ở trẻ già hai lánh cho mau. Chẳng chờ khi gió thổi vào mạng căn kia khó giữ sao cho còn trong lòng ta. Vừa đang nghĩ thề viên ngọc kia vừa kê chiếu ra. Một ông đầu bạc tuổi già dùng nghi đoan chanh đang ra tay chèo gặp phải lúc ngược chiều nước đổ. Ông chèo nhiều thuyền nó ít đi, tay chèo miệng lại ngâm thi thi rằng hoàng vũ nhất kỳ khải an. Kẻ hữu duyên có thoảng đại đồ, mau xuống đi tìm chỗ lạc nhàn. Đò này chẳng ngại biển gian, sẽ đưa rước khách ngồi an tới bờ. Lão từ trước tới giờ cầm lai, chẳng lần nào đi sai hướng phương. Khách già trẻ chớ ngại đường, muốn đi tới chỗ hãy buông xuống đò. Ông vừa ngâm vừa lo chèo tới, khách trên bờ ít gọi đến ông. Phật rằng con có biết không, lão đò ấy hiện còn trong cõi trần. Một Bồ Tát hóa thân đấy nhì, con để tâm suy nghĩ sẽ tường. Nếu như có khách trần dương gọi ông sẽ đưa đường cho ngay. Phật nói rồi vẫy tay một cái, thuyền qua ra thế giới cực minh. Cảnh vui nhà cửa rất xinh, người nào đều cũng dáng hình nghiêm trang. Do cặp mắt làm tan bóng tối, không trời trăng vẫn rọi sáng trưng. Mỗi người dưới mỗi bàn chân, cô hoa sen đỡ đi dừng tự nhiên. Phật rằng cánh trong thuyền đấy nhì, bước xuống đi sẽ thấy ngay liền. Trên đời ít kẻ hữu duyên, cho nên người được xuống thuyền mấy ai. Ta càng xem càng say mất mát, cảnh chưa từng để mắt trông vào. Kinh thay phép Phật rất cao, những điều biên quá trần nào nghĩ ra. Ước gì cảnh của ta xem đây, khắp người đời cũng thấy như ta. Cõi trần dù lắm mê xa, cũng là dứt bỏ để mà lo tu. Phật rằng sâu sâu nào cũng sâu, quá rồng hay không quá tại mình. Nước kia chẳng chịu lặn bình trắng, dù có chiêu khó nhìn lắm con.
quý hoa thay Phật ngôn vừa bảo ơi cánh màu do tâm tạo mà ra. Nếu đồng tâm với Phật đà tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay, suy nghĩ thế lòng đây phơi phờ. Tu thì thành chẳng thở nào không, nguyện đi kêu khắp đại đồng cho người trong cõi trần hồng gắn tu. Ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật, xin đội ơn của Đức Đại Từ. Phật liền nhích miệng mỉm cười thoát qua một cái mất hồi nào đâu. Ta đang ngẩn ngơ theo phép nhiệm, tai liền nghe có tiếng lá rung. Nhìn ra la dưới cành hoa chuyển lai dài bẩn rồi ra ngưng liền. Nhiều Bồ Tát hiện trên lá ấy, lá không chìm vẫn thấy tự nhiên. Vị nào cũng rất trang nghiêm đồng thỉnh cất dòng ngâm mây lên lời màu. Rằng nước vốn nguồn sâu ban bùa, Phật do tâm mà có danh ngôn. Thấy tâm thấy được thế tôn, bỏ tâm thì Phật luôn công tu hành. Đang lắng nghe tiếng ngâm vừa dứt, bông cát ngài liền khuất ngay đi. Thật là Phật pháp bí kỳ, lời vàng trong lá dễ gì moi ra. Chân lý thay lời ca mới này, nguyện truyền ra cả thảy người nghe. Chừng nào dân chúng hết mê, thì đây mới chịu ngưng bề nhủ khuyên. Xưa nay vốn đạo duyên đã thâm, giờ được thêm phép nhiệm ban giàu, khiến thêm sắc ngọc sẫm màu, đường tu càng mến tả sao cho cùng. Riêng phận đành vậy dùng khỏi khổ, còn muốn cho khắp chỗ ly nàng. Làm ý theo những lời vàng đạo màu, gieo khắp nhân gian mới vừa cay đắng mấy cũng cho thường sự. Miệng sao làm dân thứ hiện lành, ấm no trong cuộc sống sanh hảo hòa khắp cả dân tình đó đây. Hiện tại chẳng ai gây thù hận, vì lai không vướng bận khổ sầu. Khắp dân thế giới năm châu nắm tay nhau lại giữ câu hòa bình, biến cõi thế trở thành cõi Phật. Đổi hung đồ ra được hiền nhân, là ngài nhân loại quý nguân ta bà thế giới hết còn khổ lao. Điều này ta ngại nào cũng ước, khát khao hơn khát nước nữa ư. Lòng luôn khẩn Đức Đại Từ giúp cho ta sớm được như nguyện này. Hôm nay được tới đây cõi là càng khiến cho lòng dạ thêm nôn. Cúi đầu bái tạ Thế Tôn, giúp cho thế giới càng khôn như vậy. Khắp Nam Bắc hết dây khói lửa, cả Đông Tây cũng bỏ đau binh.
ở ăn theo tánh trời sinh hảo sanh, chớ chẳng chút tình sát ai. Mắt thấy sự gỗ gai bắt chan, tai nghe điệu thù oán thêm nhòm, tranh nhau từ miếng cá cơm nở, đem tình nghĩa vùi chôn bụng lầy. Dù học thức đông tây mấy bậc, vì lợi danh đành dứt nghĩa nhân. Sanh loài cầm thú ngang phân, đâu còn giá trị là nhân loại gì. Nghe tiếng súng ầm ì đưa lại, như cầm dùi xoay quái trong tim. Xét rằng từ cổ chí kim, vì tình hoặc giả vì tiền giết nhau. Rốt cuộc lại người nào cũng chết, uổng mưu gian uổng giết lẫn nhau. Ô danh trọng tội mang vào thúi tràng, muốn dầm thôm nào mấy ly. Giả lại cũng tại vì nghiệp ác, linh hồn kia khi thác đi rồi sao đường cứ mãi lăn trôi. Chịu điều sanh tử luân hồi thiết tha, khổ với thảm kể xa sao hết. Sống chưa chi kê chết tới nơi, ngắn thải số mạng người đời, cũng nên xét kỹ để hồi tâm tu. Ta đang đứng gật gù suy nghiệm, trong tâm liền khởi niệm như vậy. A-di-đà Phật phương Tây, hiển linh xin hiện chốn này cho xem, giải cách nào ngày đêm niệm trì niệm. Để có mau kiếm diễn được ngài, hồng trần già trẻ gái trai như mù lại gặp phải ngài tối tâm. Không Phật chỉ khó làm cho chúng, chế thuốc sai ắt bệnh không lành. Con đường tịnh độ giáng sanh, quy sinh đức Phật mở tình giải cho. Trong tâm vừa giải ra như thế, thì ngọn đèn về phía phương Tây. A-di-đà Phật hiện ngay, hào quang ở giữa lông mày chiếu ra. Rằng ở cõi ta bà sanh chúng, có người nào lầm muốn gặp ta. Phải như con hiu nhớ cha, dù cho cách trở bao xa cũng về. Niệm Di Đà không hề để ngớt, cả sáu căn cùng một niệm nhau. Tức là đàn chỉ bất lao, Tây phương đến được chớ nào khó chi. Dứt sạch niệm mê si tức giác, cùng ngó nhau hai mặt hòa nhau. Nếu còn tâm vọng trần lao, dù cho niệm Phật cách nào không linh, lời này con khá in trong trí. Để truyền cho cạn kỳ người tu, chúng sanh đâu phải là mù, chỉ là mắt bệnh mộng du tại trần. Sẽ tin được chớ không mê mày, con khéo lời chỉ dạy người ta. Một người giúp được tỉnh ra, đức kia to lớn khổ mà lường đo. Ta cúi đầu liền thưa Đức Phật, xin chạm ghi ân đức đại từ.
dạy cho rõ phép thật hư sẽ là giúp được nhiều người thành công. Cuối xin Phật nhủ lòng chỉ dạy, hiện ở nơi thế giới ta bà. Tại sao khắp cả gần xa, chúng sanh thường niệm Di Đà nhiều hơn Phật, rằng có tâm muốn giữ Pháp? Pháp Di Đà rất hợp hạ căn, dễ tu dễ nhớ dễ hành, cho nên hiện tại chúng sanh niệm nhiều cũng là điềm tàn tiêu cõi hạ. Duyên ta cùng tất cả chúng mùi đất trời, đến lúc tối thui thì ta ứng hiện độ người thành tâm. Hào quang ta sẽ làm hết khổ. Khi người nào được có chiếu vào, mẹ thương con đỏ thế nào, Phật thương sanh chúng cũng vào thế này. Thương đến đổi quên đi mạng sống, gánh khổ cho sanh chúng từ lâu. Con ơi nên được đạo màu lòng từ bi, phải rộng sâu vô cùng, món yêu đương cũng không tiếc kể. Đem ban cho những kẻ khát khao, chúng sanh nơi cõi trần lao, tấm lòng này biết chừng nào hiểu ra. Phật thấy chúng ta bà đang khổ, khó ngồi yên tĩnh độ ở con. Quá thân đến đôi gót mòn đó, đẩy đi khắp chẳng còn chỗ không, tìm kiếm kẻ lòng mong nhớ Phật. Đem về nơi lạc quốc ở chung, kìa con để mắt xem cùng hóa thân của Phật khắp trong cõi phàm. Khi hóa nữ hóa nam đủ hàng, cứu chúng sanh không trang phục nào. Lòng thương chẳng chút mòn hao, xưa nay vẫn một sắc màu từ bi. Gặp tai khổ như khi bình sự, lòng thương yêu dân thứ không phai. Không riêng Phật ở phương Tây, Phật nào cũng dẫn ra tay cứu đời. Ngoài ta bà còn nơi khác nữa, cùng chúng sanh đau khổ như nhau. Cứu luôn không bỏ người nào, nếu là tưởng Phật nếu trao tâm lành. Phật nói xong rồi nhìn ngoái lại, liền hiện ra thế giới lạc ban, biết bao nhiêu đóa hoa vàng chỉ trong một khắc nở ngàn muôn bông. Phật rằng con hãy trông như thế, mỗi bông là mỗi kẻ siêu thăng. Nhưng mà kẻ đó trần gian nhiều hơn số kẻ siêu thăng cõi này, nên lòng Phật chưa khuây khỏa được, lo lắng luôn không ngất ơi con. Chừng nào kẻ khổ hết còn, thì là Phật mới niết bàn ngồi yên. Cảm lời Phật ta liền rơi lụy, rồi cúi đầu tỏ ý biết ơn. Lòng nhân trên hết lòng nhân, đang làm cha mẹ cõi trần chúng sanh. Một mùi hương thơm lành ngát mùi, ngước đầu lên còn dõi hào quang. Lẫn cùng tiếng nhạc
cõi gian, còn thân Phật đã ẩn tàng mất đi. Thật phép nhiệm khó suy nghĩ kịp, đang kính thay các đức từ bi. Chúng sanh lòng muốn những gì hiểu ngay, liền khéo tùy nghi giúp giùm. Ta đang còn bận trong ý nghĩ, rằng ước gì Phật chỉ thời cơ, để cho những kẻ còn ngờ trở nên tin, để kiếp giờ hoàng thiên ta vừa nghĩ thì liền theo đó. Trong ngọn đèn linh nọ hực ra một hào quang chói sáng lòa, trong hào quang có một tòa liên hoa, vừa có vị Phật đa ngồi ngự, nơi ngực bài lỗ chữ vạn ra. Mỗi nơi muôn gốc mỗi Phật đa, hào quang muôn sắc thật là đẹp xinh. Phật vừa cười vừa lên tiếng nhạc, trong nhạc nghe rào rác lời ca, rằng con ơi cõi Phật đà phàm nhân mấy kẻ được mà thấy đâu. Không phải riêng con cầu mà được, vốn là duyên thuở trước khéo gây. Thương con lao khổ vậy đầy, vì nói gương Phật chốn này mà ra, con vừa gặp Di Đà khi này. Phước lớn hơn tứ hải ơi con, truyền ông con khá lo tròn, ngày gần Phật sẽ cùng con một giường. Con ơi với tình thương của Phật, khác hơn tình nhân vật ơi con. Thương không muốn chúng hao mòn, thương làm cho khắp người còn sống luôn. Không ở trần về nương cõi Phật, chẳng tử sanh bệnh tật đeo mang. Ngọn đèn trên cánh sen vàng, người thường nơi cõi thế gian khó nhìn. Lành thay con hữu tình với Phật, giờ phút này mới được thấy ư. Con đừng tưởng việc quyển hư, đây là sự thật chớ ngờ ơi con. Kìa nơi gốc lầu son bên cạnh, con thử xem thấy cảnh trần ai. Trên giường kia cái hình hài đang nằm, như thể khúc cây bất thần, chính là cái xác trần con đây. Con thử xem sẽ thấy ra sao, một khi hơi thở không vào xác kia, trở cứng khác nào khúc cây. Rồi sình lên thúi khai hết cậy, ra tan ra khác thể bụng lầy. Hồng trần bất luận là ai, xác thân đều phải như vậy ơi con. Thế mà chúng sanh còn mến tục, tạo tác ra nhiều việc tội tình, làm cho thêm nghiệp tử sanh mười phương. Chứ Phật càng nhìn càng đau. Bên gốc kia con nhìn vào thử, cõi Phật đà đủ thứ xinh tươi, cả ai đều cũng vui cười, buồn rầu lao lý một người cũng không. Nếu muốn chi tùy lòng ấy có, dù việc chi chẳng trái tâm nguyện. Nếu người ở cõi trần duyên được về đây, sẽ hết phiền hết lao. Nhưng ít kẻ tin vào nơi đây, thật
đáng làm thương hại ơi con. Dù cho lặn biển trèo non, chân linh con chẳng hao mòn chút nào, càng lao khổ càng cao công đức. Nhưng tượng dài thêm chất đá trong, chỉ là đáng sự an lòng, chứ không đáng để ngại phòng sợ lo. Con khá nên khuyên cho đời biết, khổ dù bao không thiệt chớ lo. Trồng hoa hoa sẽ trổ cho lộng quyền, sẽ được chớ lo mắc phần. Phật là kẻ thoát trần đã hẳn, lời nói chi cũng chẳng hề sai. Con ơi kha biết Như Lai, vì dân đủ cách đổi thay dạng hình. Hôm nay cũng vì tình con trẻ, Phật hiện bài mỗi lẽ con xem. Ai trong cũng bắt muốn thèm, nhưng mà những kẻ được xem không hiền. Mười phần lòng bận theo cõi tục, tin Phật trời một chút cũng không. Lòng thương của Phật càng đồng đối, cùng hạng ấy cũng không cứu rồi. Nhưng Phật chẳng trách người nào cả, đôi với ai cũng giả yêu thương. Từ bi luôn mở rộng đường, chừng nào hết kiếp vô thường mới thôi. Đạo khi ngộ con ngồi bao quy, đâu cũng là chân lý ơi con. Khi xem mây giăng chót non, lúc nhìn sóng vỗ đầu cồn lô nhô, nơi nào cũng có cơ bí nhiệm. Không vật chỉ mơ quyển được lòng, con ơi hai chữ có không tìm ra cho được nguyên tông mới là. Trong tiếng nhạc ứng ra lời nói, tuy không mà há gọi rằng không. Phật đâu lại ở trong bông, bông sao lại mọc đèn trong thế này. Ngoài ý khách trần ai suy lường, dễ mấy ai nghĩ tưởng cho ra. Duyên lành ở một kỳ ba, sẽ còn lắm kẻ thấy hoa này nhiều. Con ráng già uống chiều thế cuộc, truyền viết này khắp nước dân nghe. Ngõ hầu xóm tình giấc mê, để cùng các Phật quy tài nơi đây. Nhạc lần tiếng ca này vừa dứt, một dừng mấy lũ lượt bay qua. Phật ngài liền chỉ tay ra, mấy kia dừng lại quá ra địa cầu. Đang quay xuôi bỗng đâu quay ngược, làm cỏ cây nhân vật ngựa nghiêng. Biển sông mà qua đất liền, đất liền lại hóa ra miền biển sông. Các phương hướng lạnh nồng đổi khác, khí hậu nơi Nam Bắc đều sai. Nhìn xem vạn vật muôn loài, gió nơi cuộc đổi thay này nát tan. Trong thi cảnh điêu tàn sơ xác, ruột rà đau nước mắt nhỏ xa. Phật rằng ơi trẻ ta, bà coi trần cảnh ấy xảy ra nhiều lần. Mỗi một kỳ thai nhân đổi vật, là mỗi lần quá đất lộn quay. Vô thường kiếp tạm trần ai, hiệp tan tan hiệp như mây khác nào. Con có thấy ai đâu trường cửu, không vật
chi cô trụ được ư, hoàn toàn là cõi quyền hư. Đang thương cho kiếp con người dường bao, luống công người kế mưu đủ lè. Không việc nào dành để cho lâu, thân tàn vật cũng quá sâu, hữu hình tất hoại là câu nói thường. Cõi Phật ráng dẹp đường đi tới, thân không tàn vật mới trường miên. Hỡi này ơi trẻ con duyên, Phật đài bất lạc đâu khuyên tu hành. Mắt đã thấy hết sanh ngờ vực, con được xem cõi Phật rõ ràng. Ráng khuyên lại kẻ thế gian, lo tu chớ giả mơ màng nữa chi. Tình cho hẳn mới quy cõi Phật, đừng nửa chim nửa chuột dở gian. Không ten thì phải thuần vàng, muốn cho giải khổ phải toàn chân tu. Ngày gần đây năm châu thế giới, như đĩa cầu vừa mới thấy kia. Thấy trôi máu chảy đầm đìa, nạn trời ít nước khó bề tránh qua. Việc chẳng hề Phật Đà không bào, nói ra đây vì đau thương dân. Phật không dối gạt hỏng trần, những điều Phật nói chẳng lầm đâu con. Phật không những cứu hồn khỏi đọa, cứu luôn thân khỏi quả trần gian. Từ bi chủ xương hai đàn, sống lành thân thể thác an liên đài. Phật nói xong rồi tay liền dậy, quả đất kia trở lại thành mây. Dần dần từ ấy cứ bài Phật rằng, con hỡi thấy đây chẳng là chỉ trong một phút qua rồi mất. Cõi trần gian nhân vật thế ni, con người đang quý yêu gì nỡ đi giành giật hại thì lẫn nhau. Mọi vật tạm kiếp mau như chớp, nên giúp nhau thêm phúc lâu dài. Chứ vì tình chớ vì tài, dẫn nhau đến chỗ nạn tai âu sầu. Trên cùng dưới lấy câu hòa hào, giúp đỡ nhau manh áo bát cơm. Muốn cho được có tiếng thơm, xem điều nhân nghĩa trên hơn bát tiền. Trọng đạo cả hơn riêng ái dục, chẳng riêng lo hạnh phúc một mình. Những điều lợi ích nhân sinh lớn lao mỹ, cũng hy sinh không cần. Con ơi muốn Phật thần nên được, tấm lòng này làm trước ơi con. Giết người cư xử không tròn thì là giết Phật, chẳng còn nên đâu. Đạo không đời đạo nào có lập, thành Phật do tu tập trong nhân. Bỗng nhiên nên được Phật thần, Phật thần ấy cũng chẳng cần làm chi. Thật bác ái danh gì cũng mặc, chỉ biết điều cứu vật độ nhân. Đó là mới thật lý chân, mới là đúng nghĩa Phật thần ơi con. Thương người đến mất còn chẳng kể, người tu hành như thế mới nên. Điều này ơi trẻ chớ quên, bốn ân trọng đại mới đền đáp xong. Hành đạo giúp được lòng dĩ ngà, tức là chân đạo quả nên ngay. Ơi con lòng mến trần ai,
thượng tình không thể một ngày dứt xong, việc khó mây cổ công làm mày cũng sẽ nên không sai đâu con. Con ơi ráng giữ cho tròn tu, cho mình lại phải còn tu nhân. Đường Phật Pháp kêu sơn gắn chặt, phải anh hùng thắng giặc trong tâm. Những gì đã thấy sai lầm liền chừa ngay, chứ để làm dây dưa. Việc đáng chừa cố chừa cho được, tội lỗi bao cũng chuộc được ngay. Con ơi kẻ ở trần ai tỉnh cơn mê được phải đầy khó khăn. Phật xưa cũng trong hàng sanh chúng, nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê. Tâm không nhất quyết một bài, ngôi xưa vĩ cũ khó về ơi con. Khá khuyên người lòng son một sắc, trước sau lòng theo Phật không phai. Được vậy cùng Phật Như Lai, Niết Bàn sẽ có một ngày ngồi chung. Phật nói xong liền dung tay áo, liền hiện ra chiếc bảo linh kiều. Từ nơi thế giới tàn tiêu bắc ngàn qua cõi bất diêu Phật đài. Trên cầu có nhiều người nhé bước, mỗi người đều mỗi phước thần kỳ. Mắt mày đầy vẻ uy nghi, bên kia cầu có từ bi đứng chờ. Trong lúc ấy bên bờ mê khổ, biết bao người đang bỏ thay thi. Kẻ vì ẩu ta chết đi, người vì bom đạn xác thi tan tành. Lại có kẻ đang rên kêu khóc, bị gươm đau đâm thọc vào thay. Có người cha mẹ lạc loài chạy quơ tìm kiếm, mắt đầy lệ rơi. Vợ xa chồng kêu trời gian dội, mẹ mất con đến đổi cuồng điên. Âu sầu cảnh vật điền viên, ở nơi nào cũng thấy thảm phiền heo giòn. Quá đau đớn không còn nhìn nổi, ta nhắm liền mắt lại rồi than. Như vậy hết cõi trần gian, làm sao đến đổi điêu tàn thế ni. Kẻ trên cầu giết chi cũng chẳng thương, người đang lội lặn bên kia. Ước gì được có sớt chia, cho người đang khổ bớt bề lao đao. Phật rằng con nghĩ sao việc ấy, kẻ khổ kia tự lấy mà ra. Vì làm lắm việc gian tà, nên ngày chung cuộc mới là thế ni. Phật biết trước lắm khi giải bào, mà chẳng nghe cứ tạo ác luôn. Phật nào chẳng phải yêu thương, những người như thế hết đường cứu an. Hôm nay Phật hóa quan chỉ cảnh, cũng vì thương ba tánh đây ư. Để cho con thấy cõi người, hầu truyền cho chúng tỉnh hồi lo tu. Lần này chẳng quay đầu hướng thiền, xác hồn đành tiêu biến biết sao. Điều này con nhớ ghi vào dục, cho ba tâm khá mau tu hiền. Gần ca đến cuộc biến thiên ấy, trẻ như vừa qua mỗi lẽ con xem. Nếu không rửa bỏ luốc lem, con ơi đến việc khó tìm ngõ xanh. Phật dạy con ngọn ngành hiểu rõ, để cho con bày tỏ người nghe.
bí quyền không có đầy che, tại vì sanh chúng còn mê khó tường, đây Phật sẽ chỉ đường siêu việt. Tức là con hơn thiệt sẽ rành, con nhìn ngay đóa hoa xanh, tự nhiên sẽ thấy dữ lành ra sao. Ngó theo Phật thì vào bên cạnh, một hoa sen long lánh màu xanh, thoát nhiên bực sáng trong lành, có rừng dơi có thị thành hiện ra. Trong rừng có hằng hà thú dữ, tranh đấu nhau hậm hực rợn người, dọc ngang ở dưới gầm trời, đua nhau ăn sông nuốt tươi mỗi ngày, chịu nắng đỏ mưa đài đủ cách, bị kẻ dây người bắt liền khi. Khổ đau không thiếu món gì, sống đời dơ quế ngu si thấp hèn. Trong khi đó phía bên thành thị, loài người đang quê mỹ sống xanh, có nhà cửa có cung thành, xe tàu bay chạy lưu hành tự do, có đủ cách làm cho thỏa dục, đâu cũng đều đầy mục ăn chơi. Nhìn qua ở khắp mọi nơi, rượu chè mèo mỡ ít người nào không. Phật rằng khi con trống vào đây, giữa hai bên nhận lấy bên nào, ta chưa kịp đáp làm sao, Phật liền tiếp nói thao thao như vậy. Con ơi, cả bên này bên nọ, chớ chấp tâm lấy bỏ bên nào, vì rằng hai cảnh khác nhau, nhưng tình vẫn một khổ lao đỏ đại, người mà thú nào ai có biết. Thú mà người là giết đâu không, khác điều đổi mũ mang lòng ác, hung vô đạo nơi lòng giống nhau. Vật nào cũng như bạo như ảnh, gọi sướng vui nào thảnh thơi đâu. Lòng luôn có sự ưu sầu, đời thường gặp việc khổ đau ít nhiều. Người hay thu xét theo trình độ, chớ nên xem ở chỗ xác thân. Thú người đều cũng xác trần, cũng sanh đẻ cũng uống ăn một tuần, thân tư đại vẫn luôn thế cả. Có chi đâu làm thỏa ấy con, làm sao cho khỏi tiêu mòn, sống đời an lạc trường tồn mới ngoan. Vậy con hãy nhìn xem bên cạnh, đó sen vàng đang ánh bên kia, tất đâu là chỗ đáng mê, đâu là đáng chán mỏi bề sẽ thông. Nghe lời Phật ta trong bên ấy, một cảnh màu chưa thấy bao giờ. Dưới tàn một gốc cây to, mỗi vị Phật ngự trên tòa liên hoa, trước mắt có hằng hà tiên giới. Đứng hầu nghe Phật nói pháp màu, các tiên y phục khác nhau, mỗi vị đều có mỗi hào quang riêng. Lời han hỏi dịu mềm tao nhã, mặt vui tươi đẹp đẽ khác thường. Mỗi vì mỗi nức mùi hương, qua trên cõi tục phải nhường mấy mươi. Cảnh trang nghiêm màu trời mát mẻ, thêm có luồng gió nhẹ thổi qua. Trên tàn cây chỗ Phật đà nhạc,
từ mỗi lá rung ra dịu dàng, nhạc dơi tiếng Phật đang thuyết pháp. Màu nhiệm thai phù hợp lẫn nhau, lòng dù muôn vạn khổ đau, khi nghe nhạc ngay cũng thao mất liền. Vui vẻ khó tả nên lời nói, quyền diệu không biết gọi sao vừa. Ta chưa kịp mở lời thưa, Phật liền bảo đó là cớ sau này. Ngài biến chuyển đông tây nam bắc, cõi thế gian nổi giặc khắp nơi. Sấm vang tôi cả đất trời bình minh trở lại như đời này đây. Tu đến được hội này thông thả, cảnh thế gian tan rã không còn. Chớ nên sai đắm ở con, đắm sai những vật không còn là ngu. Vì thế Phật khuyên tu ơi trẻ, lấy trí mình xét lẽ mất còn. Thấy đây nào dễ đâu con, như ghi tâm cảm để còn khuyên dân. Người ta cúi đầu cảm ơn Đức Phật. Xin dâng lời khuyên dứt thế gian, phép lành xin Đức Phật ban cho, đâu đó được xuôi đàn giáo dân. Phật mỉm cười rồi lần biến mất. Giây phút lâu còn nức mùi hương, lòng ta cảm kích muôn dường, tình thương thêm nặng trên đường Phật gia. Ai ngờ một đóa hoa thế ấy, mà cõi chi cũng thấy rõ ràng. Vì lòng mẫn ngay thế gian, Phật Ngài khéo lộ mỗi đàn quyền cơ. Dù không thấy nhưng nghe đây nói, cũng nên tin để cõi tâm trần, ngàn muôn kiếp bị chuyển luân lời màu, khó được một lần nào nghe. Nghe được ắt tâm mê tin được, nếu tin theo sau trước một lòng. Đây không phải chuyện bông lông, khi ai nghe đến chớ lòng bỏ qua những lời ta viết ra nơi đây. Chính là điều mắt thấy tai nghe, không vì háo vọng đem khoe, mà vì muốn được tỉnh mê khắp người. Như Phật đã nhiều lời giảng giáo, đời nếu không có đạo đời mê. Đời mê có đảo vỗ về, thì đời ấy sẽ hết mê có ngại. Không cương quyết không hay thành tựu, dù viết đời viết đảo thế ư. Nên mà bỏ luôn cũng hư hư, mà khéo sửa sẽ như ý nguyện. Nơi hải ngoại phòng riêng một bông, mới bước hồi hướng trong ngóng mỗi ngày. Phần còn phải ở nước ngoài, mượn lời của Phật đau lai quê nhà. Xin tất cả trẻ già nam nữ, hãy nghiệm suy mọi sự đầy phân, thương nhau đến nên mới tố trần rất. Mong đó cũng tin thần như đây. Biết yêu nhau, biết gây thiện cảm, biết quyết tâm diệt đám mây mù. Một lòng thể nguyện chân tu, tu cho đến đắc đạo màu mới thôi. Kẻ quê nhà xa xôi khó hiểu, ta xứ người lắm chịu đắng cay. Nhưng lòng sắt đá không phai, đủ phương chiều uống để gây đảo màu. Mới trông qua dễ đâu biết được, việc ta làm có trước có sau.
đỏ xanh chiếu rọi nhiều màu, nhưng đèn một ngọn lao lao sáng trong tâm hồn này ước mong khắp chung. Ít nhiều gì xin cũng biết cho, xưa nay đây vẫn hẹn hò một câu tái ngộ trên đò từ bi. Xin chớ buồn những khi xa cách, lúc nhớ nhau hay đọc lời này, dù ta có ở đông tây tâm hồn cũng vẫn ưu hoài bắc nam. Chịu cay đắng cho kham nghĩa dù đành xa nhau để thủ mái trời. Đau đồng và mẹ hiền ơi, hiểu cho đây chớ đem lời trách than. Cũng phải ráng có gan sắt thép, dù cho ai bức ép giường bao. Chữ tu trước cũng như sau, khư khư một dạ không nao núng lòng. Mày người nhà có lòng trong ta mây, ta cũng trong thế ấy đâu thua. Tinh thần đang phúc chạy đua gắn lên chớ để ai thua ai nào. Ta nhiều lúc lòng đau như cắt, thường đêm thường nước mắt nhỏ xa. Nhớ người ở chốn quê nhà, như luôn đến cả mẹ già cô đơn. Ngày nào ta trở chân quê nội, lòng nhớ nhung mới gọi được ư. Ngay nếu còn ở chốn quê người, thì lòng thương nhớ đâu hồi nào quên. Một khi việc được nên như nguyện, đền lại cho lúc diễn ly nhau. Cơ trời định vậy biết sao, hay nên lấm bấm bụng đợi nhau qua ngày. Dù ta ở nước ngoài đi nữa, lời gửi về mỗi bữa ráng xem. Rửa xong những chỗ ố lem, mối tình đạo đức càng thêm gũi gần. Đồng đạo ôi có từng biết đến, tấm lòng ta đã mến dường bao. Không riêng hai chữ đồng bào, mà là đối với nước nào cũng thương. Đi đâu cũng chủ trương Phật giáo, khuyên người lo theo đạo tu hiền. Chiến tranh là việc cuồng điên, giết nhau rốt chẳng lợi quyền chi đâu. Kiếp sông ngăn chớ thâu thêm ngăn, hãy giúp nhau cho đặng sống dai. Lấy tình chung của nhân loài, chứ đem riêng ý một vài phạm vi. Đến đâu cũng ý lời như một, vẫn khuyên tu không chút ngại ngần. Bóng chiều càng bước đến gần, sự khuyên tu ấy thấy cần khuyên thêm. Mong rằng khắp Bắc Nam quê nội, hiệp sức nhau mở lối khuyên tu. Một người làm có hơi lâu, nhiều người hiệp lại sẽ mau công thành. Khó khăn mấy cũng đành chịu vậy, đừng thở than bãi hoại tâm linh. Vì người mà khổ thân mình, trên đời còn có sự vinh chi bằng. Nơi đất khách ta càng tinh tân, ở quê nhà cũng ráng chí công. Kiếp này giải thoát không sống, thì muôn kiếp tới khó hồng siêu thăng. Mỗi lúc nhỏ không ngăn không đắp, chừng lớn ra mới dập sao nên.
đành rằng xuống dễ khó lên, muôn lên cần phải được bền sức leo. Đời muốn được đạo sao không được, nên hay không rút cuộc tại mình. Muôn điều nhờ ở đức tình thủy chung, như nhất cái giới tình Phật gia.